Chúng con xin thành kính tri ân quý Ngài đã từ bi hứa khả cho buổi lễ hằng thuận hôm nay. Vào giờ phút này, xin mời đôi tân lang tân nương đảnh lễ cúng dường tam bái và cung thỉnh thượng tọa chứng minh cùng quý thầy quan lâm nơi lễ đài. Trước khi buổi lễ được chính thức bắt đầu, chúng con xin cung thỉnh thượng tọa chứng minh, tăng đoàn và toàn thể đại chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa chứng minh khởi niệm. Để cho được trang nghiêm và thành kính, thầy mời tất cả hội trường chúng ta đọc lời niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh quý Ngài an tọa. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng ngồi xuống. Và để mở đầu cho chương trình buổi lễ hằng thuận sáng hôm nay sẽ là nhạc khúc Hôn lễ dưới đài sen, được sáng tác bởi thượng tọa Thích Nhật Từ, hòa âm Tấn Huyến. Xin kính mời tất cả quý vị cùng thưởng thức nhạc khúc trên qua phần trình bày của Ban Đạo Ca Chùa Giác Ngộ. Hôm nay đã
hãy dâng cho một tràng pháo tay để tán dương cho tiết mục thật ý nghĩa vừa rồi của ban đạo ca chùa Giác Ngộ. Và ngay bây giờ, Thượng tọa Thích Nhật Từ sẽ có đôi lời chia sẻ đến toàn thể đại chúng. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Nam Mô Di Đà Phật. Thầy kính chào tất cả thằng bằng quyến thuộc, song thân của cô dâu và chú rể, cùng chú rể đồng phương tiến pháp danh Ngộ Trọng Tâm, cô dâu Ngô Thị Diễm pháp danh Giác Thanh Nhi. Lẽ ra đó, vào giờ phút này đó, thầy có mặt với tăng đoàn chùa Giác Ngộ làm lễ chứng hôn cho lễ cưới ngày hôm nay được diễn ra tại nhà hàng Quy Hoàng F và B Liên Nghĩa, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Nhưng vì chuyện Phật sự của giáo hội diễn ra một cách đột xuất vào chiều của ngày 5 tháng 10 và trọn ngày 6 tháng 10 năm 2022, Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà thầy hiện đang là phó ban tổ chức lễ tổng kết nhiệm kỳ 5 năm tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Hiện tại thì chưa có chuyến bay từ Lâm Đồng đến Bình Định, cho nên dù rất muốn nhưng thầy không thể phân thân thành hai người để có mặt ở hai địa điểm mà lễ đó nó chỉ cách nhau có một vài tiếng đồng hồ. Đa khi nếu đi bằng đường bộ từ Đức Trọng đến Bình Định á, thì phải mất trung bình là 10 cho đến 11 tiếng. Thì lúc đó thì lễ đã được diễn ra và thầy sẽ không thể tham dự được. Cho nên rất mong quý vị hoan hỷ thông cảm và bỏ qua cho. Thì vào giờ phút này tại Điện Phật của chùa Giác Ngộ, thầy đang hướng tâm về Đức Phật để cầu chúc cho chú rể Đồng Phương Tiến và cô dâu Ngô Thị Diễm đó được hạnh phúc trăm năm, sở nguyện tùy tâm các tường như ý. Và cũng rất mong tất cả các anh chị em và mọi người cùng với tăng đoàn chùa Giác Ngộ đang có mặt hãy dành lòng thành kính hướng về Đức Phật để cầu chúc những điều an lành đến với chú rể và cô dâu. Và thầy sẽ quay trở lại gặp quý vị sau khi nghi thức này kết thúc, và thầy sẽ có buổi pháp thoại ngắn. Kính chúc tất cả mọi người an lành và mong quý vị hoan hỷ thứ lỗi cho. Kính bạch tăng đoàn, kính thưa toàn thể quý vị, trong Phật giáo, lễ kết hôn tại chùa được gọi là lễ hằng thuận. Hằng thuận có nghĩa là đôi vợ chồng luôn luôn sống hòa thuận, tương kính, nhường nhịn lẫn nhau, cùng nhau vừa làm tròn trách nhiệm, bổn phận của người vợ, người chồng trong đời sống, hôn nhân, gia đình, đồng thời vừa hướng đến con đường tu tập, giác ngộ, giải thoát trên cơ sở gìn giữ ngũ giới và hành thập thiện. Hằng thuận từ lâu đã là một nét đẹp trong văn hóa Phật giáo Việt Nam, chính là cầu nối giữa đạo và đời. Đây chính là sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa văn hóa truyền thống, đạo đức dân tộc và văn hóa tâm linh trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình đối với người con Phật. Lễ hằng thuận đã tạo điều kiện cho cô dâu, chú rể được đảnh lễ chư Phật, được quy y Tam Bảo, được chư Tăng đứng ra chứng minh. Và hôm nay, ngày 5 tháng 10 năm 2022, nhằm ngày 10 tháng 9 năm Nhâm Dần, y theo tinh thần trên, đôi bạn trẻ đã chính thức cùng nhau quỳ trước Tam Bảo, thề nguyện trọn đời sống bên nhau hạnh phúc. Và đó cũng chính là lý do của buổi lễ sáng hôm nay. Xin quý vị hãy dâng cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho đôi tân lang tân nương.
theo. Xin cho phép chúng con được thông qua chương trình buổi lễ hằng thuận sáng hôm nay. Một, giới thiệu thành phần tham dự. Hai, nghi thức quy y hằng thuận. Ba, bốn lời phát nguyện trong hôn nhân. Bốn, văn nghệ chúc mừng. Năm, trao nhẫn cưới. Sáu, lời dặn dò của cha mẹ. Bảy, đạo từ của chư tôn đức chứng minh. Tám, cảm tạ hồi hướng. Và cuối cùng sẽ là phần chụp hình lưu niệm. Buổi lễ hằng thuận hôm nay được đặt dưới sự chứng minh của Thượng tọa Đạo Hiệu Thượng Trí Hạ Định, Phó trưởng Văn Ban Thanh Thiếu Niên Phật Tử Trung Ương, trụ trì chùa Giác Hải, cùng các thành viên tăng đoàn chùa Giác Hải và các thành viên của tăng đoàn chùa Giác Ngộ. Về phía quan viên hai họ, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện của gia đình chú rể, ông Đồng Trinh Nhanh và bà Lê Thị Hạnh. Đại diện của gia đình cô dâu, xin được giới thiệu ông Ngô Xuân Thu và bà Hồ Thị Duyến. Chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu bà con thân tộc, hai họ cùng bạn bè thân quyến của hai gia đình cũng đã dành thời gian về đây chung vui cùng với cô dâu và chú rể. Xin phép được giới thiệu chung. Và đặc biệt là hai nhân vật chính của buổi lễ hằng thuận hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu chú rể Đồng Phương Tiến và cô dâu Ngô Thị Diễm. Xin quý vị hãy dâng cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Và tiếp theo chương trình sẽ là nghi thức quy y và hằng thuận. Chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa chứng minh và tăng đoàn cùng cử hành nghi thức. Xin mời toàn thể đại chúng chúng ta khởi thân, chắp tay trang nghiêm. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Diệu Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đồng Phương Giáo Chủ Mãn Nguyệt Từ Dung Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Lưu Lý Quang Vương Phật Tát Đại Chứng Minh. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo Phật Pháp làm lành, cùng Pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chi tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 9 năm Nhâm Dần, chúng con cung kính quỳ trước bảo điện, tang lễ thành hôn cho đôi uyên ương Tân Lan Đồng Phương Tiến Pháp Danh Ngộ Trọng Tâm, kết duyên cùng Tân Nương Ngô Thị Diệm Pháp Danh Giác Thanh Nhi. Kinh nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát xót thương, chứng minh cho đôi Tân Lan Tân Nương được tình vợ chồng gắn bó trăm năm, nghĩa tàu khang thủy chung một già,
tình hai họ luôn thuận hảo, nghĩa thông gia mãi thấm nồng. Lại nguyện đôi tân hôn trọn duyên nợ, trăm năm hảo hiệp vẹn thủy chung, hạnh phúc trọn đời. Phận chồng biết nhân nghĩa, hiếu kính thương yêu, xứng danh chồng hiền rể quý. Hạnh vợ trinh hậu đảm đang, đẹp nết vợ hiền, khéo tuận khéo thùy, rạng danh dâu thào. Gia đình hạnh phúc phúc lộc vững bền, sớm trổ sanh trai hiếu gái hiền, vung bồi đức nghiệp cha ông, tông đường hai họ đời đời rạng rỡ. Kinh nguyện tam bảo thủy từ chứng minh gia hộ, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Phật là đấng giác ngộ mình, độ người thoát khỏi tử sinh bao đời. Từ bi trí tuệ rạng ngời, là thầy bá cõi trời người xưa nay. Chi tâm đảnh lễ tất cả đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. Pháp là phương thuốc hay, chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh. Như vầng trăng sáng lung linh, soi đường ra khỏi u mê bên bờ. Chi tâm đảnh lễ tất cả chánh pháp ba đời thường trú trong mười phương. Tăng là những bậc chân tu, biết đời huyền mộng giả từ ra đi. Thâm nhuận trí tuệ từ bi, độ đời thoát khỏi tham si khổ sầu. Chi tâm đảnh lễ tất cả hiền thánh tăng ba đời thường trú trong mười phương. Giờ này trân trọng đại chúng, chúng ta đồng ngồi xuống để tụng một bài kinh ngắn cầu nguyện chúc phúc cho đôi trẻ. Phật nói kinh thiền sanh, tôi nghe như vậy. Đứng phần tại núi Linh Thu cùng với đại chúng 1250 tỳ kheo, thấy ông thiền sanh con của trường giả tâm, gọi sạch sẽ mặt mặt chính tề lễ bay sáu phương. Hiểu biết nghi nghĩa sâu phương, thì việc lễ bái có lợi ích lớn. Cầu Phật chỉ dạy, đức Phật nhân đó giảng dạy như sau. Bổn phận của chồng hỡi này thiện anh, đạo của vợ chồng người chồng lý tưởng phải tôn trọng. Vợ với năm bổn phận, một là lấy lệ đôi đại với vợ,
Nhưng không khất ba là tùy thời cung cấp mỹ thực, bốn là tùy thời tặng trang sức đẹp, làm tôn việc nhà bổn phận của vợ. Người vợ mẫu mực phải đối đãi chồng với năm bổn phận. Từng dạy trước chồng hai là nể chồng, trước sau trong ngoài ba là dùng lời hòa nhã xây dựng. Năm là hiểu chồng cảm thông chia sẻ bổn phận, làm con ơi này thiện sanh phương đông, tượng trưng các bậc cha mẹ. Phải kính cha mẹ với năm đạo đức, nhờ đó an ổn không lo sợ gì. Một là phụng dưỡng không để thiếu thốn, và xin lời khuyên ba là không chống điều cha mẹ dạy, bốn là không trái điều cha mẹ làm. Bổn phận cha mẹ các bậc cha mẹ chăm sóc con cái với năm bổn phận, một là ngăn chặn con làm việc ác, chỉ dạy con làm việc lành, ba là thương con đến tận xương, tuổi bốn là sắp xếp hôn phối tốt đẹp. Bổn phận học trò hỡi này thiện sinh phương Nam, tượng trưng các thầy cô giáo học trò chuẩn mực cung phụng. Với năm bổn phận nhờ đó an ổn không còn lo sợ, một là hậu thầy giúp những thứ cần, cúng dường đảnh lễ, ba là khát ngưỡng cầu học không chán, bốn là kính thuận những điều thầy dạy. Bổn phận nhà giáo mẫu mực săn sóc học trò với năm bổn phận, một là huấn luyện đúng với chánh pháp. Điều chưa biết ba là giải rõ những điều thắc mắc, bốn là truyền trao không hề giấu diêm, trưởng thành hạnh phúc bổn phận người thân. Hỡi này thiện sinh phương Bắc, tượng trưng bà con thân hữu, nên được yên ổn không còn lo sợ. Phật tử ly tưởng tỏ lòng kính trọng với năm bổn phận. Những khi khó khăn hai là nói lời hòa nhã hiền lành, ba là hỗ trợ giúp người tiên bộ, bốn là mang lại, năm là chân thật không hề dối gạt. Bổn phận bà con là người bà con, ta phải ứng xử với năm bổn phận. Một là bảo hộ không cho buông lung, hai là hỗ trợ không để hao tổn, ba là che chở thoát khỏi sợ hãi. Ở chỗ văn người năm là khen ngợi điều tốt của nhau, bổn phận của chủ hỡi thầy thiện sanh. Những người làm chủ với năm bổn phận nhờ sống bảo hộ nên được an ổn không còn lo sợ, một là giao việc, hai là lo ăn thích hợp thời khắc, ba là khen thưởng hợp với công lao, bốn là lo thuốc khi bệnh hoạn,
Do phép nghỉ ngơi thích hợp bổn phận của thở, thở có lương tâm cần đối đãi với chủ năm bổn phận. Làm việc hai là chu đáo trong việc được giao, ba là chân thật không hề trộm cắp, bốn là làm việc lớp lang, năm là bảo vệ danh gia của chủ bổn phận, đệ tử mẫu mực tôn kính tăng bảo với năm bổn phận. Một là làm lành với hành động thân, hai là làm lành với hành động lời, ba là làm lành, bốn là phát tâm cúng dường ủng hộ, năm là nghinh tiếp học hỏi hành trì bốn phận đạo sư. Với sau bốn phận, một là khuyên ngăn không để làm ác, hai là hướng dẫn nghệ thuật làm lành vì thiện chí lớn, bốn là mở mang những điều chưa biết, năm là giúp hiểu Phật sâu sắc hơn, sáu là chỉ dạy. Bây giờ Thế Tôn ân cần khuyên dạy những điều tin, nếu qua bài kể sâu, cha mẹ là phương Đông, sư trưởng là phương Nam, thân tộc là phương Bắc, tôi tớ là phương giới, Sa Môn là phương trên, người Phật tử mẫu mực các phương ấy luôn sống trong kinh thuận, khi chết được sanh thiên, nỗi hòa nhã thương yêu trí huệ soi cùng khắp. Người đời đạt mục đích bình đẳng, vì lợi lộc hưởng chung và chia sẻ, những việc ấy như xe đời thiếu các thiện trên sẽ không có an vui, người trí luôn lựa chọn sống với điều thiện ích, danh thơm phước cùng chỗ không bỏ, người thân cũ chỉ dạy việc lợi là sống, trên kinh nhường dưới danh dự ngày càng tăng, lời là theo tài năng giữ gìn của đã tạo, không xa xí hoang tàn như ông hút nhị hoa tích tụ từng giờ khắc. Trong biết đủ siêng năng trong công việc để dành phòng thiếu hụt, siêng nông nghiệp buôn bán cày cấy và chẳng nuôi, gom phần làm tăng xa những việc thiện, nếu trên siêng năng không gian đoạn tài sản ngày càng tăng. Trong sông về biển Phật vừa dứt lời, cư sĩ thiện sinh cùng kinh bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, vượt qua mong ước có con bấy nay, vào pháp của Ngài như lật ngửa lên những gì bị ấp như mở toàn ra, nhờ trong đêm tối gặp được ánh sáng, bằng nhiều phương tiện Thế Tôn khai sáng cho chúng con ngộ thoát khỏi u mê. Cuối xin Thế Tôn từ bi lân mẫn tiếp nhận con, đây được làm đệ tử trọn đời quy ngưỡng ba ngôi tâm linh, giữ năm đạo đức không đường giết hại, tôn trọng hòa bình không được trộm cắp, chia sẻ giúp người không sống ngoại tình, không lời dối trá tôn trọng sự thật, không rượu độc tố bảo vệ sức khỏe, được Phật tiếp nhận cư sĩ thiện sanh.
Phật dạy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tiếp theo chương trình, chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa Chứng Minh cùng Tăng Đoàn sẽ cử hành nghi thức quy y cho cô dâu và chú rể. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Đạo Hiệu Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội, Phó trưởng Ban Thường trực, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trú trì Chùa Giác Ngộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Kính bái bạch Tăng Đoàn Chùa Giác Ngộ, Tăng Đoàn Chùa Giác Hải. Kính thưa ông bà, cha mẹ, bạn bè thân hữu, quan viên hai họ. Ngày hôm nay, gia đình đã đưa cô dâu và chú rể là con trai, con gái của hai gia đình đến để làm lễ hàng thuận dưới sự chứng minh của chư Phật và sự hướng dẫn chỉ đạo của Thượng Tọa Đạo Hiệu Thích Nhật Từ. Và hôm nay tại hôn đường, chúng tôi xin thay lời cho Thượng Tọa Thích Nhật Từ chia sẻ cũng như đứng ra để làm chủ hôn trong hôn lễ ngày hôm nay. Trước nhất và trên hết là thành kính đảnh lễ niệm ân sự cố vấn, chỉ đạo cũng như là hướng dẫn cho hai gia đình cùng đến với chùa để tác hợp lương duyên. Xin cảm ơn ông bà, cha mẹ, quan viên hai họ đã thuận theo cái tâm nguyện của gia đình, tâm nguyện của đôi trẻ và tất cả thân bằng, quyến thuộc, bạn bè thân hữu ngày hôm nay cũng đã có mặt để chung vui, để góp phần chúc phúc và cầu nguyện cho hôn lễ ngày hôm nay. Xin được cầu chúc cho tất cả được sức khỏe, bình an. Cầu chúc cho Tân Lan và Tân Nương trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Thưa quý vị, chắc có lẽ là những người Phật tử thường về chùa, thường tham dự những cái lễ hàng thuận đã hiểu rất nhiều về ý nghĩa, mục đích và nội dung của lễ hàng thuận. Một số quý vị chưa từng về chùa, chưa từng dự lễ, cũng như đồng bào có đạo đã từng đến nhà thờ để dự những cái lễ cưới, thì mọi người chúng ta ai cũng nô nức để muốn hiểu xem tại sao chúng ta làm một cái lễ cưới ở nhà hàng cũng được, thế thì tại sao chúng ta phải mang về nhà thờ, mang về nhà chùa để chúng ta làm lễ, thì nó có ý nghĩa gì và tại sao chúng ta phải làm như thế? Đầu tiên, chúng ta phải hiểu hai từ hàng thuận. Tại sao được gọi là lễ hàng thuận mà không gọi đơn thuần là một lễ cưới, lễ vu quy, lễ tân hôn hay một cái lễ gì đó mà người ta thường dùng cho cái việc tác hợp lương duyên cho đôi trẻ, mà dùng từ lễ hàng thuận? Bởi vì chữ hàng á là mãi mãi, là trường tồn. Chữ thuận á là thuận thảo cùng nhau. Hàng thuận có nghĩa là mong cho đôi trẻ được thuận thảo, hòa duyên, trúc mai, mãi mãi, trọn đời, đến răng long đầu bạc. Cho nên á, việc chúng ta đưa đôi trẻ về chùa, đối trước Tam Bảo, đối trước Chư Tăng và quan viên hai họ, mục đích là chúng ta góp phần cầu nguyện, chúc phúc cho đôi trẻ được mãi mãi thuận thảo và hạnh phúc với nhau. Là một người bình thường, khi chúng ta đến với nhau bằng một cái lễ cưới,
Đôi khi chúng ta chỉ nghĩ cái việc mong cho đứa trẻ được bền duyên giai ngẫu trăm năm hạnh phúc, đôi khi chúng ta lại quên đi những cái yếu tố xung quanh đó, mà chính những yếu tố đó là những cái nhân tố phụ để tạo thành cái sự hoàn hảo trong cái lễ cưới. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chỉ đến dự một cái lễ cưới, nhưng đôi khi chúng ta lại chưa hiểu về bản chất thật sự con người của cô dâu và chú rể. Chúng ta chỉ biết chúc phúc mà chúng ta không hướng cho đôi trẻ hoàn thiện cái nhân cách tự thân trước đã. Thưa cùng với các vị, những lời quý thầy chia sẻ có thể là thừa đối với các bậc làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ, làm cô dì chú bác, nhưng đôi khi những lời đó sẽ bị thiếu đi nếu như quý thầy không hướng dẫn nhắc nhở, thì đôi trẻ sẽ không được trọn vẹn trong cái ý nghĩa vợ chồng. Thầy xin mạo muội, đầu tiên khi đôi trẻ muốn được thuận thảo nên duyên chồng vợ, thì tự thân hai trẻ phải hoàn thiện nhân cách của một con người. Hoàn thiện nhân cách của một con người đối với tự thân, đối với gia đình, đối với xã hội, và đặc biệt đôi trẻ là Phật tử thì phải có tư chất đạo đức và xứng đáng là một người Phật tử đối với Tam Bảo, đối với Tăng Đoàn. Vì khi trọn vẹn được cái tư cách đạo đức đó, ý nghĩa đó, thì người Phật tử đó mới đủ cái chất tố để hoàn thiện những cái trách nhiệm của mình trong bộ phận làm con, làm dâu, làm rể, làm cháu, là một công dân của xã hội này. Do vậy, để hoàn thiện cái nhân cách của một con người theo đạo Phật, người đó phải là người Phật tử, xứng đáng là người đứng trên nhiều người, để mọi người nhìn vào đó thấy đó là một cái nhân tố tốt, là một con người hoàn thiện, để mọi người cùng chung sống, cùng noi theo, để cùng xây dựng một cái xã hội tốt đẹp thông qua những con người tốt đẹp đó. Hôm nay thầy thay mặt cho Thượng Tọa chứng minh, thay mặt cho Tăng Đoàn, làm một cái lễ quy y Tam Bảo để hai trẻ chính thức là người Phật tử và sẽ hiểu được ý nghĩa trong cái việc quy y và trách nhiệm của mình phải làm gì khi chúng ta quy y Tam Bảo. Thưa các vị, là người Phật tử quy y Tam Bảo là để trở về nương tựa vào Đức Phật, nương tựa vào giáo pháp, tức là lời dạy của Đức Phật, và nương tựa vào Tăng Đoàn. Tại sao phải như thế? Bởi vì một con người chúng ta có thể nương tựa vào cha mẹ, nương tựa vào gia đình, nhưng mà cha mẹ chúng ta, gia đình chúng ta, bạn bè chúng ta có thể sẽ không tồn tại. Và đôi khi gia đình có thể dạy con trở thành những người tốt, kinh doanh giỏi hơn người, nhưng mà những yếu tố đó có thể làm cho đứa trẻ bị xa rời đi cái đạo đức. Do vậy, các con cần phải quay về nương tựa lại với Tam Bảo, với Đức Phật. Bởi vì Đức Phật là một con người đạo đức vẹn toàn, một con người mà đến thời điểm này các nhà khoa học và cả nhân loại toàn cầu đều phải cúi đầu tôn vinh. Và Phật giáo của chúng ta đều được thế giới, đã được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc công nhận là tôn giáo vĩ đại nhất của nhân loại toàn cầu. Bởi vì đạo Phật của chúng ta là đạo của đạo đức, của nhân bản, của khoa học, của hòa bình, đạo của sự thật. Cho nên khi chúng ta nương tựa về với Đức Phật là chúng ta nương tựa về với điểm tựa tâm linh vững chắc nhất, đó là từ bi, trí tuệ, đạo đức và nhân bản. Đức Phật không còn ở trên cuộc đời này bằng xương bằng thịt để chúng ta tiếp cận, thì chúng ta nương vào Đức Phật, nương vào giáo pháp của Ngài thông qua lời dạy của Ngài trong kinh điển. Những lời dạy của Đức Phật được gọi là giáo pháp, tức là những lời pháp cao quý dạy con người chúng ta sống đạo đức, sống hoàn thiện hơn. Nhưng kinh điển có thể là vật vô tri, chúng ta đọc đôi khi chúng ta không hiểu, chúng ta phải thông qua
chư tăng. Chư tăng là những vị xuất gia tôn quý, là những người đệ tử của Phật, đại diện cho Đức Phật để truyền trao giáo pháp của Ngài trong cuộc đời này. Chư tăng là những người đã từ giả cuộc sống thế tục, nghĩa là không lập gia đình, sống đời phạm hạnh, không bận tâm về chuyện của thế gian, và luôn luôn hướng con người đến chân thiện mỹ. Nên chư tăng là một điểm tựa thứ ba mà người Phật tử cần phải nương tựa. Bởi vì việc của chư tăng là thay Đức Phật tuyên dương chánh pháp của Đức Phật và hướng dẫn người Phật tử sống đạo đức hơn, sống hoàn thiện hơn và làm tròn trách nhiệm của mình đối với gia đình, đối với xã hội, đối với những việc mà chúng ta cần đối đãi trong cuộc đời này. Do vậy là người Phật tử phải quay về nương tựa vào ba điểm tựa vững chắc đó, thì chúng ta sẽ luôn luôn tồn tại trong đời sống tinh thần, vững chãi trong đời sống tâm linh và an ổn khi chúng ta sống trong cuộc sống hiện tại này. Đó là chúng ta nương về, quay về nương tựa, để đời này chúng ta không bị đọa lạc. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta quay về với Phật, quay về với giáo pháp của Phật, quay về với chư tăng, thì chắc chắn một điều là chúng ta không bao giờ làm điều gì sai cả. Và nếu chúng ta không làm điều sai thì nhân quả sẽ là điều tốt. Cho nên cuộc đời này chúng ta sẽ không bị chi phối bởi những cái sự đau khổ, mà chúng ta luôn hạnh phúc, bình an. Khi chúng ta là người Phật tử nương tựa vào Đức Phật, thì Đức Phật có dạy cho chúng ta 5 cái nguyên tắc đạo đức căn bản, mà không riêng người Phật tử, người tu sĩ cũng như thế. Và nếu như người ở bên ngoài xã hội không phải là Phật tử mà chúng ta nương tựa, chúng ta thực hành với 5 cái nguyên tắc đạo đức này, thì nó cũng là một cái chất liệu, một cái nền tảng để chúng ta thành tựu trong cuộc đời này. Đức Phật dạy chúng ta, việc thứ nhất, đời này chúng ta hạn chế tối đa và không nên sát sinh. Bởi vì khi chúng ta sát sinh là chúng ta gieo tạo một cái nghiệp ác, mà người Phật tử thì không nên gieo tạo nghiệp ác thông qua cái việc sát sinh. Bởi vì chúng ta sát sinh hại vật được thì chúng ta sẽ giết được con người khi cái lòng sân của chúng ta tăng trưởng. Trái lại, là người Phật tử, chúng ta nên dừng lại cái việc sát hại chúng sinh, nên ăn chay, và đặc biệt là chúng ta nên phóng sinh để cầu nguyện cho chúng ta được sức khỏe, và đặc biệt là tuổi thọ chúng ta lâu hơn. Lời dạy thứ hai, đó là đời này chúng ta tuyệt đối không gian tham trộm cắp. Thì quý vị biết rồi, gian tham trộm cắp là một cái nghiệp xấu, và hầu như là người Phật tử hay không Phật tử cũng đều có ý niệm đó, nghĩa là tuyệt đối không bao giờ gian tham trộm cắp. Đó là một cái tính xấu. Và đặc biệt là nhân quả của chúng ta là gì? Khi chúng ta trộm cắp thì chúng ta làm cho người khác đau khổ, lòng tham của chúng ta ngày càng phát triển lên, và chúng ta sẽ bị một cái quả báo là chúng ta sẽ mất của sau này, và đời đời sinh ra chúng ta là cái người nghèo khó cùng cực. Do vậy là người Phật tử chúng ta tuyệt đối không trộm cắp, mà ngược lại chúng ta phải nên bố thí, cúng dường, làm phước, giúp đỡ cho những người khó khăn xung quanh. Việc thứ ba là chúng ta tuyệt đối không nên tà hạnh. Xin thưa quý vị, điều này hơi tế nhị, nhưng Đức Phật là người dạy rất rõ. Chỉ vì cái việc tà hạnh mà chúng ta làm đổ vỡ gia đình của mình. Chồng lang chạ, vợ lang chạ, đổ thừa rằng ông ăn chả, bà ăn nem, để rồi đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Con cái của chúng ta nó cảm thấy bất hạnh vì khi có một người cha hay người mẹ mà không được trinh thuận, đời sống gia đình không được hạnh phúc, âu nó cũng là một cái nghiệp duyên. Và nhất là đối với người bậc làm cha làm mẹ, các vị luôn là một tấm gương tốt cho con, cho cháu của mình, mà mình sống đời không có được tịnh hạnh, có nghĩa là mình lang chạ, thì con cái mình sau này nó cũng như thế, và trước mắt là nó sẽ khinh thường, nó không tôn trọng mình. Việc thứ tư là Đức Phật dạy đời này không nên nói dối. Ông bà ta có câu một lần thất tín là vạn lần bất tín. Nếu như chúng ta nói dối được một lần thì chúng ta sẽ nói dối được nhiều lần. Chúng ta
ta lừa gạt được người A thì chúng ta sẽ lừa gạt được người B. Và dần dần chúng ta trở thành một con người lừa dối trong xã hội này. Chắc chắn một điều, sẽ không bao giờ ai tin tưởng chúng ta. Mà người không tin tưởng chúng ta gần nhất, đó là vợ chồng, đó là con cái, đó là người thân. Và khi chúng ta không tạo được cái niềm tin, mà chúng ta vô tình làm cho người ta không tin tưởng mình, thì xin thưa quý vị, cuộc đời này chúng ta chỉ sống một mình mà thôi, cô đơn và không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc. Không có một niềm tin sẽ không có bạn bè, không có người thân xung quanh. Do vậy, người Phật tử tuyệt đối không được nói dối và phải luôn luôn nói lời chân thật, ái ngữ, làm cho mọi người tin tưởng và thương yêu chúng ta. Điều thứ năm, xưa thì trong kinh Đức Phật dạy đó là không được uống rượu. Nhưng mà thực chất ra không dùng những chất kích thích làm say người. Ở đây không có nghĩa là cấm các vị tuyệt đối, chúng ta hạn chế đến mức tối đa. Bởi vì những thứ đó nó sẽ làm cho tâm trí của chúng ta bấn loạn, chúng ta mất lý trí, thì chúng ta không còn giữ được nhân cách của chúng ta nữa. Thường cái người say á, họ không bao giờ họ biết mình sai, họ nghĩ mình đúng, cho nên lúc nào họ cũng cao, dương cao tự đắc. Và đặc biệt cái người sai sẽ dẫn theo bao nhiêu việc lầm lỗi. Chính vì vậy mà Đức Phật khuyên chúng ta, những cái thứ mà nó làm cho chúng ta bị say, bị xỉn á, như là rượu bia nè, rồi xì ke, ma túy, á phiện gì đó vân vân, tuyệt đối chúng ta không nên dùng. Trong quan hôn tang tế chúng ta tạm dùng để gọi là xả giao, phải không ạ? Xả giao cho nó có ấm lên cái tình. Và khi chúng ta bệnh tật ốm đau, chúng ta có thể dùng rượu thuốc, nhưng chúng ta dùng ở mức độ vừa phải, không để cho chúng ta mất đi lý trí, mất đi nhân cách. Và xin cảm ơn ở bên Bộ Giao thông đã có cái luật bữa nay là bắn nồng độ cồn đó. Thì đó cũng là một trong những cái yếu tố mà giúp chúng ta hạn chế được cái việc chúng ta say xỉn. Bởi vì khi chúng ta say xỉn thì không làm chủ được mình, không làm chủ được tay lái, thì chúng ta sẽ dễ dàng gây tai nạn. Như vậy, Đức Phật khuyên chúng ta là người Phật tử, khi chúng ta đã hướng về quy y, nương tựa với Đức Phật rồi, thì nên giữ gìn năm cái nguyên tắc đạo đức căn bản này để hoàn thiện nhân cách tự thân, để là một con người tốt trong xã hội, để tạo được cái niềm tin với bạn hữu xung quanh, và đặc biệt là cuộc đời này luôn an ổn, không phải lo sợ vì bị quả báo sát sinh, không phải lo sợ vì tù tội hay bị chặt tay hay bị mất của khi chúng ta trộm cắp, không lo sợ vì tù tội hay là bị người ta đánh ghen vì cái tội tà hạnh, không lo sợ vì cái tội dối trá, và đặc biệt là không lo sợ về cái việc gây tai nạn hay là làm mất đi lý trí của chính mình. Do vậy, là một người Phật tử, trước tiên chúng ta cần quy y Tam Bảo để chúng ta hoàn thiện cái đạo đức tự thân của mình. Và đó cũng chính là cái nền tảng để chúng ta đối nhân xử thế, vợ chồng đối xử tốt cùng nhau, con cái hiếu thảo với cha mẹ, với ông bà, và thân hữu bạn bè tốt cùng nhau. Và đặc biệt trong kinh Thiện Sanh cũng đã dạy rất rõ về bổn phận của vợ chồng, bổn phận của con cái với cha mẹ ông bà, rồi trong đó có bổn phận của cha mẹ ông bà đối với con cái, bổn phận của chủ đối với tớ, bổn phận của tớ đối với chủ, và đặc biệt đó là bổn phận của một công dân đối với đất nước, đối với xã hội mà chúng ta đang nương để chúng ta sống và phát triển. Do vậy, ngày hôm nay trước khi chính thức là vợ chồng của nhau, dưới sự chứng minh của Tam Bảo thông qua lễ hàng thuận, thầy xin thay mặt cho tăng đoàn làm lễ quy y Tam Bảo và cầu nguyện chư Phật gia hộ cho Phật tử Đồng Phương Tiến đã phát tâm quy y Tam Bảo và Ngô Thị Diễm đã phát tâm quy y Tam Bảo trọn đời, là người Phật tử chân chánh, hiếu thảo với cha mẹ, thuận thảo với ông bà, hiếu kính với Tam Bảo, là luôn luôn là một công dân tốt trong xã hội. Hai con đã lắng nghe, ghi nhận và phát tâm quy y Tam Bảo, đứng lên chắp tay trang nghiêm hướng về Tam Bảo, vái xá ba xá để tri ân và lãnh thọ.
thay lời cho Thượng Tọa Thích Nhật Từ, thầy xin phúc đáp lễ quy y Phật tử đồng phương tiến, pháp danh là Ngộ Trọng Tâm, và Phật tử Ngô Thị Diễm, pháp danh là Giác Thanh Nhi. Cầu nguyện chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh gia hộ cho đệ tử Ngộ Trọng Tâm và Ngộ tử đệ tử Giác Thanh Nhi trọn đời là người Phật tử chân chánh, hạnh phúc, bình an. Và đặc biệt là ngày hôm nay hai trẻ đến với nhau thông qua lễ hằng thuận này, xin cầu chúc Tam Bảo gia hộ hai trẻ hạnh phúc trong ánh từ quang của chư Phật. Hai con vái chào Tam Bảo và hướng xuống chào tất cả mọi người, bởi vì ngày hôm nay mình chính thức là người Phật tử có pháp danh, và có thể sau này chúng ta xưng hô với bạn bè hay là đối với Tam Bảo quý thầy thì các con cũng xưng rằng: kính bạch thầy, con pháp danh là Ngộ Trọng Tâm. Kính bạch thầy, con pháp danh là Giác Thanh Nhi. Để cái pháp danh của mình gắn liền với cái đời sống phàm hạnh của mình, để giữ được hạnh phúc trọn đời trong cuộc đời này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ phút này hai con tiến về phía Tam Bảo để đón nhận hai cái phái quy y Tam Bảo. Đây là cái phái quy y Tam Bảo, là sự chứng minh của chư Phật. Và trong đây có những lời nhắn nhủ: các con về treo cái tấm bảng này ở cái nơi nào mà chúng con trực diện nhiều nhất, để hàng ngày chúng con thấy mình đã là người Phật tử quy y Tam Bảo rồi thì cố gắng sống đúng theo lời Phật dạy, đúng lời của chư Tăng hướng dẫn. Và đặc biệt là trong phái quy y Tam Bảo này, Thượng Tọa cũng đã chỉ dẫn trong này. Giờ phút này các con trân trọng để đón nhận phái quy y Tam Bảo này. Cảm ơn hai con, mời hai con trở về. Vậy bây giờ chính thức các con là người Phật tử, thì thầy xin có đôi lời giảng dạy về bổn phận của cô dâu chú rể trên tinh thần của kinh Thiện Sách. Và trong lễ hằng thuận thì lúc nào, trong lễ cưới thì lúc nào cũng có đôi nhẫn cưới, và thầy cũng sẽ chỉ dạy cho các con về ý nghĩa của đôi nhẫn cưới trước khi các con chính thức đeo nhẫn cưới với nhau. Việc đầu tiên là thầy xin sơ lược về cái trách nhiệm của người chồng đối với vợ trong kinh Thiện Sinh. Và cái bài kinh này lúc nãy đạo tràng chúng ta cũng đã tụng, mọi người cũng hiểu, thầy cũng chỉ sơ lược để chúng ta hiểu thêm thôi. Đầu tiên là người chồng đối với người vợ phải có 5 cái bổn phận. Thứ nhất là lấy lễ đối đãi với vợ, nghĩa là mình coi vợ của mình là một người bạn, là một nửa cuộc đời mình, chứ đừng có dùng cái pháp chồng tu chúa vợ tôi, hay là quá ư là phong kiến, hay là nghĩ rằng mình đem trầu cao mình cưới về rồi mình đối xử không có lễ nghĩa, không có đạo đức. Điều đó không tốt, mà phải trân trọng vợ mình, bởi vì vợ mình là người mà mình đã mang trầu rượu đến mời về ở chung với mình, để làm bạn mình, để cùng xây dựng hạnh phúc gia đình mình. Cho nên con phải nên trân trọng người vợ. Việc thứ hai là chuẩn mực không hà khắc. Như lúc nãy thầy nói, không nên chồng chúa vợ tôi, không nên lấy thấy mình là trụ cột trong gia đình để rồi chúng ta coi người vợ mình như tôi, như tớ, mà chúng ta hà khắc. Phải hiểu, phải thông cảm và phải có những sự chia sẻ nhất thời, dịu dàng, ân cần, để
thấy rằng người vợ của mình luôn luôn tiếp nhận được ý của mình. Phải dễ dãi đối với vợ để vợ mình có được nhiều cái cơ hội tạo hạnh phúc với mình nhiều hơn. Thứ ba là tùy thời mà cung cấp. Cung cấp những gì? Thức ăn hay là trang sức? Đối với người chồng phải thấy rằng người phụ nữ là người cần được tô điểm nhiều hơn, cần được chăm sóc nhiều hơn. Cho nên là tùy theo cái điều kiện của mình mà nhớ những cái ngày như là ngày Valentine hay là ngày quốc tế phụ nữ hay là ngày sinh nhật, ngày Tết, thì cần phải nên bổ túc những cái áo mặc đẹp, đôi giày đẹp hay là những trang sức đẹp, phấn son, những thứ gì của người phụ nữ cần chúng ta nên cung cấp tùy theo điều kiện của mình. Thứ tư là làm đẹp cho người vợ mình. Làm đẹp cho người vợ của mình không có nghĩa là tặng cho người vợ mình phấn son hay quần là áo lụa, mà làm đẹp cho người vợ mình tức là tạo uy tín cho vợ, để cho vợ mình có được những cái mối quan hệ tốt trong xã hội, có thể thông cảm, chia sẻ, cũng như là luôn luôn để ý bạn mình, vợ mình có những người bạn thân cần phải đi tiệc, cần phải sinh nhật, thì chúng ta nên tạo cái điều kiện thuận lợi, có thể là cho sẵn tiền, sắm sẵn cái đồ đẹp để tạo cái niềm vui, cái sự hưng phấn cho người vợ trong mối quan hệ xã giao bên ngoài, thì người vợ sẽ đáp lại với chúng ta một cái tình cảm tốt đẹp hơn nữa. Và thứ năm là cùng chia sẻ gánh vác công việc nhà với vợ, chứ đừng nghĩ rằng mình là trụ cột trong gia đình, mình là cái người đi làm ra tiền rồi mình bắt vợ mình làm công việc nhà. Người vợ cũng là người đi làm kiếm tiền, nhưng mà có thể nói rằng tùy theo cái gia đình mình, cái công việc của mình mà người vợ làm ít hay nhiều. Tuy ít hay nhiều không biết, nhưng mà về đến nhà vợ còn phải lo chuyện cơm nước, phải lo chuyện giặt giũ, chuyện nhà cửa, rồi đến khi chuyện chăm sóc con cái nữa. Cho nên người vợ phải vất vả nhiều hơn. Thế thì để bảo vệ sức khỏe cho người vợ và hạnh phúc gia đình mãi lâu dài, thì người chồng phải chia sẻ công việc, chứ đừng có đi làm về rồi vứt ra đó rồi ngã ra đọc báo xem phim. Mà vợ mình nó phải cực khổ hơn nữa. Nó cực khổ rồi mai mốt vợ mình sẽ bị tiều tụy, nó xấu đi, rồi mình chê vợ mình xấu không được, mà phải làm giúp cho vợ, để vợ nó giữ được cái sức khỏe và cái nhan sắc của nó, để mỗi ngày chúng ta thấy vợ luôn mãi là thiên thần, đáng được yêu thương nhiều hơn. Đây là năm cái bổn phận mà người đàn ông phải đối đãi với vợ của mình. Còn đối với người phụ nữ, người vợ cũng cần phải có năm cái bổn phận đối đãi là với chồng của mình trong cái tinh thần nghĩa vợ tình chồng. Thứ nhất là phải siêng năng, thức là phải thức trước, và ngủ là phải ngủ sau chồng. Thức trước để làm gì? Để chuẩn bị những thứ mà chồng mình sáng dùng, thí dụ như cà phê hay là ăn sáng hay là quần áo hay là hồ sơ giấy tờ chuẩn bị để chồng đi công tác, chồng đi làm việc. Ngủ trễ là khi chồng ngủ rồi, nhà cửa tươm tất rồi, chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm sau rồi, thì người vợ hãy đi ngủ. Đó là trách nhiệm của người phụ nữ tề gia nội trợ. Thứ hai là phải nể chồng, nể một cách thật sự, trước, sau, trong, ngoài, phải tôn trọng. Bởi vì người ấy là người bạn của mình, mình gọi bằng anh mà, là phải nể trọng, nể trọng bằng trái tim của mình trong tình cảm hôn nhân. Và nể trọng chồng mình là cái người đã nắm tay mình và xây dựng cái hạnh phúc cùng với mình. Thứ ba là nên dùng những cái lời hòa nhã, nhu nhuyến, chia sẻ. Bởi vì đôi khi người đàn ông á, cái tính họ hơi thô một tí, hoặc là áp lực công việc, hoặc là có những chuyện họ chưa thấu đáo, thì họ sẽ dễ dàng sinh ra cái sự bực tức, giận dỗi, họ cau có, họ sẽ buông ra những cái lời không được tế nhị cho lắm. Thì người phụ nữ phải nên ôn tồn, nhã nhặn, nhẫn nhịn, rồi tìm một cái thời điểm là thích hợp để chúng ta khuyên bảo trở lại. Thường người đàn ông là như thế,
khi có điều gì đó không hài lòng là ào ào lên. Nhưng mà rồi thì họ sẽ bình tĩnh và họ luôn luôn lắng nghe. Thì người vợ cần phải tìm một cái thời điểm nào thích hợp để khuyên bảo, để chia sẻ và có thể giải thích những việc mà anh ta vừa nóng nảy. Ông bà mình có câu là chồng lớn tiếng thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa thì đời nào cơm khê. Nó giận mà mình cũng giận nữa, nó la mà mình cũng la nữa thì nhà sẽ cháy. Chi bằng nó la thì mình làm thinh đi, đi chỗ khác để một lát nữa chúng ta nhẹ nhàng khuyên bảo. Việc thứ năm á, là phải hiểu, thông cảm và chia sẻ. Chúng ta phải tế nhị thăm hỏi về công ăn việc làm của chồng. Bên cạnh đó là phải thấy được những cái mối quan hệ của chồng. Là một người Phật tử, người chồng bước chân ra ngoài trong cái mối quan hệ ngoại giao chắc chắn là hạn chế tối đa và bảo đảm có khi là không có lan trà, không có chuyện mèo mã gà đồng. Thì như vậy người vợ phải hiểu tính chồng mình, chung thủy với mình. Thì đừng bao giờ ghen bóng ghen gió khi người chồng có cái việc quan hệ ngoại giao trong công việc, có thể là đi ăn, đi uống, đi karaoke, đôi khi rồi thấy có mấy chị rót rượu mời á, rồi chúng ta ghen lên là điều đó không tốt. Mà giả sử như chúng ta có thấy điều gì chướng tai ghen mắt thì coi như việc đó là việc chúng ta thấy, còn đúng hay sai về nhà chúng ta hỏi lại, chúng ta tìm hiểu nguyên nhân rồi chúng ta dàn xếp. Chứ đừng thấy như thế mà chúng ta nổi giận rồi chúng ta làm mất đi cái hòa khí chồng vợ, và đặc biệt là ảnh hưởng đến công việc làm ăn của chồng. Thì như vậy ở trong lễ hàng thuận chú trọng vào năm cái bổn phận của chồng đối với vợ và năm bổn phận của vợ đối với chồng. Còn trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái, bổn phận của con cái với ông bà, với cha mẹ, thì điều đó cha mẹ cũng đã từng dạy rồi, và trong kinh Thiện Sanh các vị đã từng đọc thì các vị cũng đã hiểu rồi. Thầy chỉ khuyên ba việc còn lại, đó là gì? Một là khi đã làm dâu xứ người, làm rể xứ người, thì phải thấy cha mẹ bên đây cũng là cha mẹ ruột của mình. Cha mẹ bên đây cũng là cha mẹ ruột của mình. Hạn chế tối đa cái việc là má chồng tôi hay là má vợ tôi, mà đều là ba mẹ hết, để gọi, để xưng, để đối đãi cùng nhau và để nói với mọi người. Tuyệt đối không phân biệt bên chồng hay bên vợ. Thứ hai là cái việc thơm thảo, hiếu để đối với cha mẹ, đối với ông bà hai bên, thì phải có sự đồng tình của chồng, của vợ. Anh ơi, ngày hôm nay là sinh nhật má. Chồng hỏi má nào em? Thì lúc đó chúng ta mới nói má anh hoặc là má em, hay là má ở Đức Trọng hay là má ở Bình Phước, đúng không ạ? Để chúng ta không nên phân biệt là má anh má tôi. Anh ơi, hôm nay là sinh nhật của má, ý anh là sắm gì cho má? Thì như vậy hai vợ chồng phải đồng tình với nhau chọn cái món đồ tặng cho má, tránh đi tình trạng má của mình cho đẹp hơn, má bên kia cho ít hơn, xấu hơn là không nên. Việc thứ ba là đối với xã hội này, chúng ta đã trân trọng cha mẹ mình, ông bà mình, thì cô dì chú bác, nội ngoại thân tộc có xa hay có gần cũng là thân thuộc của mình, đối đãi không phân biệt và tế nhị mà trân trọng lẫn nhau. Đừng để vợ chồng, đừng để mất lòng với nhau vì cái cảnh là em chồng chị dâu hay là những người thân thuộc nhìn với nhau bằng đôi mắt không thiện cảm, mà phải thấy đó là căn nhà chung. Bởi vì hai con đến với nhau từ hai yếu tố của hai gia đình tác hợp thành một, thì chúng ta trở thành một gia đình, là cha mẹ của nhau, là người thân của nhau. Có được như vậy thì các con mới có thể sống đời hạnh phúc được, các con mới có thể tồn tại được, thì các con mới có thể gây dựng hạnh phúc gia đình trong ấm ngoài im, và chính các con sẽ là tấm gương phản chiếu cho con cái sau này. Nếu các con không được đẹp, không được tốt, không được thuận thảo với cha mẹ đôi bên, thì sau này con cái các con sẽ đối đãi với các con như thế.
mà vì trước mắt thì bản thân các con trở thành những đứa con bất hiếu, những người không tốt trong xã hội này. Các con sẽ bị gia đình, sẽ bị xã hội, sẽ bị bạn bè nguyền rủa xa rời, thì mãi mãi các con không bao giờ hạnh phúc được. Đó là ý nghĩa trong cái bài kinh thiện sanh mà lúc nãy chúng ta tụng, và tinh thần trách nhiệm của chúng ta cần phải thực hiện như vậy để chúng ta bảo đảm được cái hạnh phúc của chúng ta trong cái lễ hàng thuận và thông qua cái lễ cưới. Khi mà các con đến với nhau bằng cái nghĩa vợ tình chồng thì chắc chắn một điều, và trong cái lễ cưới nào cũng có một cái kỷ vật, vừa là kỷ vật để hai bạn kết giao với nhau, vừa là trải cái ý nghĩa để chúng ta hiểu mà chúng ta sống trong cuộc đời này. Ở đây trên tay của thầy là đôi nhẫn cưới, và đặc biệt điều này chắc chắn quý ông quý bà cũng đã hiểu, đã biết. Có phải cái này là chính cô dâu chú rể đi mua hay là cha mẹ mua giùm ạ? Chắc chắn một điều là của cô dâu chú rể đi mua. Bởi vì chú rể đi mua một chiếc nhẫn đó để tặng cho người bạn vợ của mình, và người vợ của mình là một nửa của mình. Người vợ cũng thế, cô dâu cũng đi mua chiếc nhẫn để tặng cho người chồng tương lai của mình. Thì như vậy đôi nhẫn cưới này là do hai bạn tự chọn để trao cho nhau. Một lát nữa hai bạn tự trao nhau rồi, sau này cơm không lành canh không ngọt, đừng có chạy về mét ba má hai bên, mà mình tự chọn chồng cho mình, mình tự chọn vợ cho mình, thì có chuyện gì vợ chồng mình tự dàn xếp, không chơi cái trò đi mét nhé. Đầu tiên là nhẫn cưới luôn luôn có một cặp, bởi vì cuộc đời này cái gì nó cũng phải có đôi, có cặp nó mới trọn vẹn được. Thì như vậy hai chiếc nhẫn cưới này là một nửa trái tim của hai bạn ngày hôm nay sẽ ghép lại thành một cặp. Khi các bạn đeo vào nhau thì người này đeo một nửa của người kia và người kia đeo một nửa của người nọ, để trong mỗi con người trọn vẹn có một nửa của nhau. Hai chiếc nhẫn trở thành một cặp đôi, và muốn rằng các bạn từ đây mãi mãi về sau lúc nào cũng là một cặp, có đôi, có bạn, không có đổ gãy và không có chia rẽ. Thứ hai, chúng ta hay mua nhẫn bằng vàng, thì tại sao chúng ta không mua bằng những chất liệu khác mà chúng ta mua bằng vàng? Bởi vì vàng nó là một cái chất liệu không bị oxy hóa. Cũng như khi chúng ta trao nhẫn vàng là chúng ta trao cái thứ gì đó mà nó không bị mai một, nó không bị băng hoại trong cuộc đời này, nó muốn mãi mãi nó tồn tại. Thậm chí có những người bây giờ 80-90 tuổi rồi mà trên tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn của người bạn đời mình trao, và chiếc nhẫn đó không bao giờ bị oxy hóa, nó luôn luôn tồn tại với thời gian. Thứ ba là tại sao chiếc nhẫn này hình tròn các vị? Hình tròn là muốn nói rằng cái điểm đầu và điểm cuối là một điểm chung, nó không có một sự tái diễn, mà nó luôn luôn, nó luôn luôn. Thì như vậy cái tình yêu của đôi trẻ này là luôn luôn một mạch, không có điểm dừng. Tình yêu của hai bạn cũng thế, cũng không có điểm dừng. Không nên cái chuyện là yêu đã rồi, chán quá rồi dừng lại để yêu người khác, mà chiếc nhẫn này đã nhắc chúng ta điều đó rồi, là tuyệt đối là chúng ta không dừng lại trong cái tình yêu của chúng ta, mà mãi mãi nó được xoay tròn và lặp đi lặp lại, ôm đi ôm lại cái tình cảm. Cũng như có những chiếc nhẫn mà người ta cho rằng đó là nhẫn hấp hôn đó, tức là mỗi năm hay là 5 năm hay là 10 năm người ta có những cái lễ như là ngân khánh rồi kim khánh rồi đó, là những cái lễ hấp hôn để nhắc lại. Thì như vậy chúng ta phải nhắc lại liên tục cái chuyện mà chúng ta yêu nhau, phát nguyện đến với nhau. Thứ nữa là khi đeo chiếc nhẫn này, tại sao chúng ta đeo vào ngón áp út? Theo nghiên cứu của một số nhà khoa học á, thì cái ngón áp út này
cái sợi dây rung cảm nó cao độ nhất. Cho nên á, khi chúng ta đeo chiếc nhẫn vào trong đây á, thì khi chúng ta làm việc á, chiếc nhẫn nó nhúc nhích thì nó tác động vào cái dây rung cảm này, nó tác động lên não chúng ta là, và nó nhắc chúng ta là chúng ta đang đeo nhẫn. Khi đã đang đeo nhẫn thì không có cái chuyện là đi tìm một người khác nữa, mà nhắc chúng ta là đã có người bạn đời rồi. Thì như vậy cái việc đeo ở đây cũng mục đích là nhắc với chúng ta đã có người bạn đời rồi. Khi chúng ta làm gì, chúng ta nhìn lên bàn tay của mình, chúng ta thấy à, mình đã có bạn rồi, có vợ rồi, thì dừng lại, không nên mơ tưởng, không nên nhìn ngó, không nên tác ý với người phụ nữ đẹp khác hay với người đàn ông đẹp khác. Đây nhắc nhở chúng ta điều như vậy. Và cái điểm đặc biệt nữa là tại sao không gọi bằng một cái tên khác mà được gọi là nhẫn? Bởi vì đeo cái này vào nhắc chúng ta luôn luôn nhẫn nại, luôn luôn nhẫn nhịn, nhẫn nại trong cuộc sống để vượt qua tất cả những cái khó khăn gian khổ. Nhẫn nhịn là khi chúng ta gặp những sự cố, mà nhất là chồng của mình, vợ của mình, người bạn đời của mình hay tạo cho chúng ta những cái sự bất đồng, chúng ta sân hận, chúng ta không hài lòng, thì chúng ta dễ dàng làm nên những cái sự trái ý nghịch lòng. Cho nên cái chiếc nhẫn này nhắc ta là mọi thứ phải nên nhẫn, đúng không ạ? Bởi vì nhẫn một bước, nhẫn một chút thì sao? Thì trời yên biển lặng. Mà lùi một bước thì bể rộng nhà cao. Chính vì vậy mà trong cuộc sống này, đối với vợ chồng, chúng ta nên cố gắng giữ gìn làm sao đó để cái chữ nhẫn nó luôn luôn ở trong đầu chúng ta. Mà không những chúng ta nhẫn với chồng, với vợ, mà chúng ta nhẫn với tất cả những người xung quanh chúng ta. Bởi vì dầu cho khi có một sự cố gì xảy ra, điều đó là ngoài ý muốn của chúng ta, nhưng nó cũng là một cái tác nhân gây ra sự đổ vỡ hạnh phúc trong gia đình. Nếu như chúng ta không kịp thời nhìn thấy chúng ta đang đeo chiếc nhẫn mà chúng ta nhẫn nhịn, thì chúng ta sẽ dễ dàng đổ vỡ. Như vậy, trước khi các con trao nhẫn cho nhau, chính thức là vợ chồng của nhau, các con cần phải nhớ lại cho thầy hai việc. Việc thứ nhất, nhẫn là để hạnh phúc, để bình an. Và thứ hai, nhẫn là để mở rộng tình thương. Trong cuộc sống này, nếu ai đó được bình an, được hạnh phúc, mà mở rộng được trái tim nhân ái, thương yêu những người xung quanh nữa, thì người đó rất ư là tuyệt vời. Người đó xứng đáng được mọi người trân trọng, nể phục, và ai cũng muốn kết thân với mình, ai cũng muốn làm bạn với mình. Ngày hôm nay, thầy thay mặt Thượng Tọa Nhật Từ để nói về ý nghĩa chiếc nhẫn. Và giờ phút này, các con theo lời hướng dẫn của thầy MC tiến lên phía trên để bắt đầu đón nhận và tự trao nhẫn cho nhau. Đón nhận. Thầy cũng mời thân phụ cô dâu, thân phụ chú rể bước lên phía trên để chứng kiến hai con của mình chúng tự trao nhận cho nhau, chúng tự chọn người bạn đời và đến với nhau trong giờ phút thiêng liêng này, ý nghĩa này. Xin mời toàn thể bà con thân hữu, ai đồng quan điểm, ai đồng tình và ai đồng lòng chúc phúc, hạnh phúc cho đôi trẻ, thì xin mời các vị đứng lên để chúng ta chứng kiến hai trẻ tự trao nhẫn cho nhau và nắm tay nhau đi suốt cuộc đời này. Dạ, đứng trước sự chứng minh của Tam Bảo, cha mẹ và họ hàng hai bên, con là Đồng Phương Tiến, pháp danh Ngộ Trọng Tâm, 33 tuổi. Xin nhận người mà con yêu thương nhất là em Ngô Thị Diễm, pháp danh Giác Thanh Nhi, 28 tuổi, làm vợ. Con xin được trao nhẫn cưới cho vợ. Con nguyện sống trọn đời chung thủy với vợ, tôn trọng, hiểu biết,
sẻ chia và nâng đỡ nhau cùng hạnh phúc. Xin cho một tràng pháo tay hân hoan để chúc mừng à. Dạ, trước sự chứng minh của Tam Bảo, cha mẹ và hai họ hai bên, con Ngô Thị Diễm, pháp danh Giác Thanh Nhi, 28 tuổi, xin nhận người mà con yêu thương nhất là anh Đồng Phương Tiến, pháp danh Ngộ Trọng Tâm, 33 tuổi, làm chồng. Con xin nguyện trao nhẫn cho chồng con. Con nguyện sống trọn đời hạnh phúc cùng chồng, tôn trọng, hiểu biết, sẻ chia và nâng đỡ nhau cùng hạnh phúc. Xin quý vị hãy dâng cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Một lần nữa, xin quý vị hãy dâng cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cô dâu và chú rể. Và vào giờ phút này, chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa chứng minh chủ lễ sẽ trao giấy chứng hôn cho cô dâu và chú rể. Chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa. Xin quý vị chúng ta hãy dâng cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta trở về vị trí chỗ ngồi. Và tiếp theo, chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa chứng minh chủ lễ sẽ hướng dẫn cho cô dâu và chú rể cùng tuyên đọc 4 lời phát nguyện trong hôn nhân. Xin cung thỉnh Thượng tọa. Để cho nó thể hiện sự trang trọng, Thầy mời cô dâu và chú rể đứng lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, thưa quan viên hai họ, bạn bè thân hữu, giờ phút này đối trước Tam Bảo và tất cả những người có mặt nơi đây, hai trẻ vừa được tác thành lương duyên thành chồng vợ sẽ dâng 4 lời phát nguyện để cho Tam Bảo chứng minh, mọi người chứng biết, và đó cũng là cái phương châm sống trong đời sống vợ chồng của đôi trẻ. Giờ này hai con chắp tay trang nghiêm đảnh lễ Tam Bảo một lễ, rồi sau đó đọc theo Thầy. Điều phát nguyện thứ nhất. Điều phát nguyện thứ nhất. Điều phát nguyện thứ nhất. Chúng con nguyện sống. Chúng con nguyện sống. Tiếp nối đạo đức. Tiếp nối đạo đức. Và truyền thống văn hóa Việt Nam. Và truyền thống văn hóa Việt Nam. Cùng truyền thống gia tộc chúng con. Cùng truyền thống gia tộc chúng con. Chúng con vái xuống. Điều phát nguyện thứ hai. Điều phát nguyện thứ hai. Chúng con nguyện sống chung thủy. Chúng con nguyện sống chung thủy. Hiểu biết. Hiểu biết. Thương yêu. Thương yêu. Chăm sóc. Chăm sóc. Chia sẻ. Chia sẻ. Và nâng đỡ nhau với lòng kiên nhẫn. Và nâng đỡ nhau với lòng kiên nhẫn. Các con vái xuống. Điều phát nguyện thứ ba. Điều phát nguyện thứ ba. Chúng con nguyện. Chúng con nguyện. Sống với tinh thần tôn trọng. Sống với tinh thần tôn trọng. Và thái độ hài hòa. Và thái độ hài hòa. Không gây sự. Không gây sự. Không trách móc. Không trách móc. Không giận hờn. Không giận hờn.
không lý luận hơn thua, không lý luận hơn thua, để bồi đắp hạnh phúc và an vui, để bồi đắp hạnh phúc và an vui. Các con vái xuống. Điều phát nguyện thứ tư, điều phát nguyện thứ tư, chúng con nguyện có trách nhiệm, chúng con nguyện có trách nhiệm, hướng dẫn con cháu, hướng dẫn con cháu, là Phật tử từ nhỏ, là Phật tử từ nhỏ, dồn hết tâm lực và phương tiện, dồn hết tâm lực và phương tiện, xây dựng hạnh phúc cho con cháu, xây dựng hạnh phúc cho con cháu. Kính xin Tam Bảo từ bi chứng minh cho, kính xin Tam Bảo từ bi chứng minh cho, kính xin ông bà cha mẹ chứng minh cho, kính xin ông bà cha mẹ chứng minh cho, kính xin quan viên hai họ, kính xin quan viên hai họ, bạn bè thân hữu, bạn bè thân hữu, chứng giám cho, chứng giám cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và để tiếp nối bầu không khí vui tươi của buổi lễ hằng thuận, vào giờ phút này, ban đạo ca chùa Giác Ngộ sẽ gửi tặng đến toàn thể quý vị một nhạc khúc mang tên Tây Trao Nhẫn Cưới, sáng tác của Thượng tọa Thích Nhật Từ, hòa âm Tấn Huyến. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tình yêu thương sống cảm thông vun hoa trái tim quay.
mặc áo dài mới, anh mặc áo lễ xinh đến chùa dân hôn lễ trước Tam Bảo chứng minh cho tình yêu nồng thắm chân thành và thủy chung. Tay trao nhau nhận cưới nhân trọn tình trăm năm tròn nghĩa tình yêu thương mong hạnh phúc trăm năm. Tình yêu không mất bao hạnh phúc từng phút giây hy sinh đoàn. Kính thưa toàn thể quý vị, những đấng sinh thành luôn dõi theo từng bước chân của những người con của mình. Chính vì vậy, trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc quan trọng của những người con, bậc làm cha mẹ ắt hẳn sẽ có những cảm xúc khó tả. Và vào giờ phút này, chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện của cha mẹ, của cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến lên để có đôi lời căn dặn đối với cô dâu chú rể. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa thầy Thích Nhật Từ, Thượng tọa trụ trì chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa thầy Thích Trí Định, đại đức trụ trì chùa Giác Hải, thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và chùa Giác Hải. Kính thưa quý quan khách, quý bà con họ hàng nội ngoại hai bên xuôi gia. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 10 năm 2022, nhằm ngày mùng 10 tháng 9 năm Nhâm Dần, được sự chiếu cố của quý thầy và tăng đoàn chùa Giác Ngộ và chùa Giác Hải đã thu xếp Phật sự không quản đường xá xa xôi, đã quan lâm về tại nhà hàng tiệc cưới Huy Hoàng F và B tại Phú Thành, Hiệp Thành, Đức Trọng, Lâm Đồng để làm lễ hàng thuận, quy y và chúc phúc cho hai con Phương Tiến và Thị Diễm. Dân gian có câu, trai lớn lên có vợ, gái lớn lên có chồng. Các con đã làm được điều này. Từ hôm nay đã là vợ chồng của nhau, bắt đầu xây dựng một gia đình mới. Do vậy, hai con hãy nắm chặt tay để vững bước trên mọi nẻo đường. Qua buổi lễ hàng thuận này, ba má hai bên có đôi lời dặn dò hai con. Thứ nhất, hai con luôn khắc ghi những điều Đức Phật dạy mà hai con đã hứa với nhau trước Tam Bảo trong lúc hai con trao nhẫn cưới cho nhau. Thứ hai, các con luôn ghi nhớ công ơn sinh thành và dưỡng dục cả cha mẹ đôi bên. Thứ ba là, trong cuộc sống vợ chồng, hai con phải biết nhẫn nhìn nhau, vì nhẫn một chút thì sóng yên biển lặng. Do vậy, hai con hãy nên ghi nhớ. Qua đây, cho phép con đại diện hai bên xuôi gia kính chúc quý thầy luôn thân khỏe tâm an, Phật sự viên thành, các tường như ý. Kính chúc quý quan khách, họ hàng nội ngoại hai bên lời kính chúc sức khỏe,
sống an lành trong ánh từ quang của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Và để đáp lại sự chứng minh cao quý của tăng đoàn và sự hiện diện của đông đảo gia đình, bạn bè, quyến thuộc đôi bên đã thu xếp thời gian để chung vui cùng với cô dâu chú rể. Vào giờ phút này, xin kính mời cô dâu và chú rể cùng tiến lên khu vực lễ đài để dâng lời cảm tạ. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy tăng đoàn, kính thưa cha mẹ, cô chú, anh chị, hai họ cùng tất cả các bạn bè. Lời đầu tiên, cho phép chúng con được gửi lời chúc sức khỏe an lành đến tất cả quý vị. Thật hạnh phúc thay khi chúng con hội đủ duyên lành với sự khuyến khích của quý thầy trong tăng đoàn để tổ chức buổi lễ hằng thuận một cách trang nghiêm và không kém phần long trọng như hôm nay. Những lời pháp nhủ của quý ngài là một động lực to lớn, làm hành trang để chúng con mang trong suốt cuộc hôn nhân của mình. Chúng con sẽ cố gắng học và hành theo những lời Đức Phật dạy, tôn trọng, yêu thương nhau và trở thành những người con Phật hữu ích trong đời. Tiếp đến, chúng con chân thành kính cảm ơn những lời chia sẻ đầy ý nghĩa và thiết thực của cha mẹ là những người hậu bối. Chúng con xin được nghe và làm theo những điều răn dạy của cha mẹ để hướng đến một cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn. Quả thực, chúng con không có lời nào để diễn tả hết sự biết ơn đối với đấng sanh thành, những người đã mong mỏi ngày đêm để được chứng kiến giây phút chúng con trở thành vợ chồng. Chúng con xin hứa sẽ không phụ lòng trên quý thầy chứng minh công sức của cha mẹ, và chúng tôi rất cảm kích sự động viên của họ hàng, đồng nghiệp và bạn bè hai bên. Chúng con nguyện cầu hồng ân tam bảo phù hộ cho quý thầy được thân khỏe, tâm an, tâm bồ đề kiên cố, Phật sự viên thành. Kính chúc cha mẹ nhiều sức khỏe để sống vui vẻ cùng con cháu. Kính chúc quý quan khách, họ hàng hai bên, đồng nghiệp và bạn bè nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Buổi lễ hằng thuận sáng hôm nay đến đây đã được thập phần viên mãn. Chúng con xin kính chúc chư tôn đức pháp thể khinh an, Phật sự viên thành. Kính chúc toàn thể quý vị chúng ta vạn sự hanh thông, thân tâm an lạc. Và vào giờ phút này sẽ là phần chụp hình lưu niệm. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức, cô dâu chú rể và đại diện gia đình, cha mẹ đôi bên sẽ cùng tiến vào khu vực chính giữa lễ đài để chụp hình lưu niệm.